Các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại các dạng toán đã học. Trước khi vào bài, các em hãy chuẩn bị dụng cụ học tập, vở, sách giáo khoa. Và giờ chúng ta sẽ cùng ôn tập tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó. Mời các bạn mở sách trang 176. Bài tập 1. Viết số thích hợp vào ô trống. Đề bài cho gì? Đề cho tổng hai số và tỉ số của hai số. Đề bài hỏi gì? Hỏi số bé và số lớn là bao nhiêu? Để làm được bài này, các bạn hãy nhớ lại cách thực hiện dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Bước thứ nhất, các bạn sẽ đi tìm tổng số phần bằng nhau, sau đó tìm số bé. Bằng cách lấy tổng hai số, chia tổng số phần bằng nhau và nhân cho số phần biểu diễn số bé. Tìm số lớn bằng cách lấy tổng trừ đi số bé. Các bạn cùng thực hiện. Sau khi thực hiện, các bạn cùng theo dõi kết quả bài tập 1. Như vậy, ở cột 1, số bé là 13, số lớn 78. Ở cột 2, số bé là 68, số lớn là 102. Ở cột 3, số bé là 81, số lớn là 135. Chúng ta thực hiện bài tập 2, viết số thích hợp vào ô trống. Đề bài cho gì? Đề cho hiệu hai số và tỉ số của hai số. Đề bài hỏi gì? Hỏi số bé và số lớn là bao nhiêu? Để làm được bài này, các bạn hãy nhớ lại cách thực hiện dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Bước thứ nhất, chúng ta tính hiệu số phần bằng nhau. Tìm số bé bằng cách lấy hiệu, chia hiệu số phần bằng nhau và nhân cho số phần biểu diễn số bé. Tìm số lớn bằng cách lấy số bé cộng với hiệu. Các bạn cùng thực hiện. Sau khi làm bài, các bạn hãy theo dõi kết quả. Như vậy, ở cột 1, số bé tìm được là 18, số lớn bằng 90. Ở cột 2, số bé là 189, số lớn là 252. Ở cột 3, số bé là 140, số lớn là 245. Mời các bạn đọc đề bài số 3. Đề bài cho gì? Hai kho chứa 1.350 tấn thóc. Biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 4/5 số thóc của kho thứ hai. Đề bài hỏi gì? Tìm số thóc của mỗi kho. Ta biết 1.350 tấn thóc chính là tổng số thóc trong hai kho. Và 4/5 là tỉ số của số thóc kho thứ nhất và số thóc của kho thứ hai. Vậy đây chính là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số. Xin mời các bạn vẽ tóm tắt vào tập. Ta có tóm tắt như sau. Sau khi hoàn thành tóm tắt, xin mời các bạn giải bài. Các bạn cùng theo dõi kết quả. Bài giải. Tổng số phần bằng nhau là 4 cộng 5 bằng 9 phần. Số tấn thóc kho thứ nhất chứa là 1.350 chia 9 nhân 4 bằng 600 tấn. Số tấn thóc kho thứ hai chứa là
1350 trừ 600 bằng 750 tấn. Đáp số: kho thứ nhất 600 tấn, kho thứ hai 750 tấn. Mời các bạn đọc yêu cầu bài 4. Đề bài cho gì? Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng 3/4 số hộp bánh. Đề bài hỏi gì? Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại? 56 chính là tổng số hộp kẹo và hộp bánh, và 3/4 là tỷ số giữa số hộp kẹo và số hộp bánh. Như vậy đây là bài toán thuộc dạng tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Xin mời các bạn vẽ tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng. Ta có tóm tắt như sau. Mời các bạn thực hiện bài giải. Mời các bạn theo dõi kết quả bài 4. Bài giải: tổng số phần bằng nhau là 3 cộng 4 bằng 7 phần. Số hộp kẹo cửa hàng bán là 56 chia 7 nhân 3 bằng 24 hộp. Số hộp bánh cửa hàng bán là 56 trừ 24 bằng 32 hộp. Đáp số: số hộp kẹo 24 hộp, số hộp bánh 32 hộp. Các bạn đọc yêu cầu bài 5. Đề bài cho gì? Mẹ hơn con 27 tuổi, sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Đề bài hỏi gì? Tính tuổi của mỗi người hiện nay. Mẹ hơn con 27 tuổi chính là hiệu số tuổi của mẹ và con. Sau 3 năm, mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Như vậy đây chính là tỷ số. Vậy bài 5 là dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số. Xin mời các bạn thực hiện tóm tắt. Ta thấy sau 3 năm nữa mẹ vẫn hơn con 27 tuổi. Chúng ta có tóm tắt tuổi mẹ và tuổi con sau 3 năm như sau. Tính tuổi mẹ hiện nay và tuổi con hiện nay. Xin mời các bạn thực hiện bài giải. Các bạn theo dõi bài giải. Hiệu số phần bằng nhau là 4 trừ 1 bằng 3 phần. Số tuổi con sau 3 năm là 27 chia 3 nhân 1 bằng 9 tuổi. Các bạn tính số tuổi con hiện nay là 9 trừ 3 bằng 6 tuổi. Số tuổi mẹ hiện nay là 6 cộng 27 bằng 33 tuổi. Đáp số: con 6 tuổi, mẹ 33 tuổi. Như vậy chúng ta vừa ôn tập xong về dạng toán tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỷ số của hai số đó. Các bạn nhớ ôn bài và làm bài tập. Tiết học đến đây là hết. Cô chào các bạn và hẹn gặp lại vào những giờ học sau.